Ngày 17 tháng 2, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 73 tuổi là Việt kiều quốc tịch Mỹ đã có kết quả âm tính lần 2 với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Theo đó, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 12 tháng 2, lần 2 âm tính vào ngày 16 tháng 2, bệnh nhân đã 5 ngày liên tiếp âm tính với virus Corona. Hiện phổi của bệnh nhân và các chỉ số khác đều bình thường. Như vậy, ông này đã hết bệnh sau 18 ngày nhập viện và điều trị. Hiện bệnh nhân vẫn được nằm điều trị cách ly nghiêm ngặt, còn nhân viên y tế khi vào chăm sóc bệnh nhân phải được trang bị bảo hộ rất kỹ lưỡng. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14 tháng 1, người đàn ông này bay từ Mỹ trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không Southern China. Ngày 15 tháng 1, ông quá cảnh tại sân bay Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trong vòng 2 tiếng. Ngày 16 tháng 1, ông về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển đến một khách sạn tại phường 5, quận 3 cư trú. Từ ngày 26 tháng 1, ông này có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều 31 tháng 1, ông đã được đưa vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Tại đây, ông được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ông này có tiền sử bệnh phì đại tiền liệt tuyến. 18 người tiếp xúc với ông này cũng phải cách ly. Sau đó, một bé 5 tuổi cũng đã bị nghi nhiễm COVID-19, được đưa vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới kiểm tra. Kết quả cho thấy bé bị sốt phát ban do siêu vi. Những người còn lại trong khách sạn đã hết ngày cách ly nhưng vẫn chưa được rời khách sạn vì chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng để khẳng định không nhiễm COVID-19.